À, Thảo ơi, em có thích uống trà xanh không? Dạ không ạ. Ừ, giống anh á, anh không thích uống trà xanh, nhưng cái việc anh thích đó chính là trà trộn vào tim của em đó. Thảo ơi, vũ trụ này có 4 chiều, nhưng mà chiều thứ 7 này em có rảnh không đi chơi với anh đi. Ngày hôm nay có chung tần số tình yêu với anh thì mong là sau này anh sẽ sáng tác được những ca khúc mà liên quan đến tình cảm nhiều hơn. Vốn anh chẳng giỏi chẳng hay, chỉ có mỗi đôi tay chăm làm. Tính anh vốn chẳng tham lam, chỉ cần có Thảo để làm của riêng. Đứng lên cho tụi con dòng cái nào, quay dòng thể hiện cá tính nè. Có vẻ ở cái tình huống này thì Cung có vẻ kiếm lợi thế. Dạ cho em hỏi anh, số 1 là số đo vòng 3 của anh là bao nhiêu vậy anh? Là 103. Là 103. Từ khi gặp em nãy giờ anh bị hở van tim nè. Anh bị hở van tim nè. Dễ thương quá. Đứng trên cặp hoa tần số tình yêu phát sóng lúc 21:35 thứ 6 ngày 19 tháng 3 trên kênh HTV7.